sẽ để hái hoa đậu bí để làm nước uống rửa ngay cả nhà. Cả nhà đi hái cùng mình nha. Khi qua đậu bếp mình hái xong á cả nhà, mình vô mình rửa qua vài lần đi cho nó sạch nha cả nhà. Cho sạch bụi ha. Hồi nãy con mình hái có lá nữa nè, nên mình lấy những cái lá ra bỏ. Và như đây là mình pha cũng rất là nhiều các nha. Đó, mình rửa vài lần nước cho sạch. Rồi để gáo nước mình vô hả, mình ngâm nước sôi nha. Rồi sau khi qua đầu bếp mình rửa xong ha. Mình để vào trong một cái ly thủy tinh như thế này. Mình sẽ xả nước xuống ha. Nước nóng rồi cả nhà. Qua wow, mình ngâm như thế này để cho hoa đậu biếc nó ra màu ha. Rồi để làm cà phê sữa qua đậu biếc ha. Trước tiên thì mình sẽ để sữa vào trong cái ly. Rồi, sữa mình làm là sữa Dutty Lady nha. Rồi vẫn như cũ nha cả nhà, mình để tầm cỡ khoảng 40 đến 45 ml sữa thôi. Đây sữa mình sử dụng sữa này nha. Đây mình cho cả nhà nhìn rõ hơn nè. Tiếp theo mình sẽ để cà phê vào trong sữa ha. Sau đó mình quậy đều lên. Rồi mình cho đá vào đầy ly nha. Pha cà phê thì mình sử dụng nước đá nào cũng được nha, tùy theo sở thích của mọi người, đá bi hoặc là đá đậu cũng được. Tiếp theo thì mình sẽ để qua đậu bếp vào nha. Mình sẽ được một ly cà phê sữa qua đậu bếp rất là ngon này cả nhà. Rồi mình để
cho cả nhà nhìn rõ ha. Đây rất là đơn giản ha, thì mình có một ly cà phê sữa qua đậu biếc, rất là ngon cho gia đình.